Đến với những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 707.000 ca nhiễm và 6.686 ca tử vong vì COVID-19. Và con số này thì tăng vọt so với những ngày trước. Biến thể Omicron lan tới 106 quốc gia. Israel bước vào làn sóng dịch thứ 5, trong khi Mỹ dẫn đầu thế giới về cả ca tử vong và ca nhiễm mới. Và những thông tin này sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây của chúng tôi. Mỹ tuyên bố viện trợ thêm 580 triệu đô la Mỹ cho các tổ chức quốc tế để phòng chống COVID-19 giữa những lo ngại về biến chủng Omicron. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng dự kiến tổ chức họp với những người đồng cấp từ các nước khác vào tối 21 tháng 12 theo giờ địa phương nhằm điều phối phản ứng quốc tế trước Omicron, biến chủng đang chiếm ưu thế tại Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, 580 triệu đô la Mỹ viện trợ bổ sung được chuyển cho 7 cơ quan đa phương, nâng tổng số tiền Mỹ hỗ trợ thế giới chống dịch lên 19,6 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 21 tháng 12 tuyên bố sẽ không áp dụng các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 mới tại vùng England trước Giáng sinh, song cảnh báo tình hình vẫn cực kỳ khó khăn và chính phủ có thể cần hành động sau kỳ nghỉ lễ. Theo ông Johnson, trong khi có thể tiếp tục với những kế hoạch vui chơi Giáng sinh, người dân cần thận trọng và tuân thủ các hướng dẫn như mở cửa sổ trong không gian kín và thực hiện xét nghiệm trước khi đến thăm người thân là người cao tuổi hoặc dễ bị tổn thương trước bệnh dịch. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết nước này đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày cao nhất kể từ khi bùng phát, với 49.823 trường hợp được ghi nhận trong ngày 21 tháng 12. Còn số cao nhất trước đó đối với Tây Ban Nha được ghi nhận vào ngày 21 tháng 1 năm 2021, khi quốc gia này chứng kiến 44.357 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Dữ liệu hàng ngày của Bộ Y tế không phân tích trường hợp nhiễm theo các biến thể, nhưng cơ quan này cho biết tại thời điểm hiện tại, dữ liệu rút ra từ giải trình tự gen cụ thể cho thấy rằng có một sự thay thế nhanh chóng của biến thể Omicron với biến thể Delta. Thủ tướng Israel cho biết nước này đang chuẩn bị triển khai tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư cho những người trên 60 tuổi và nhân viên y tế. Quyết định này dựa trên khuyến nghị của Ủy ban chuyên gia về đại dịch tại Israel rằng tiêm mũi vaccine thứ tư cho những người trên 60 tuổi và đội ngũ nhân viên y tế. Một thông báo từ Bộ Y tế Israel lưu ý những người bị suy giảm miễn dịch cũng sẽ đủ điều kiện tiêm mũi thứ tư với khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi thứ ba.